lại thêm một đứa côn trùng trên trời rơi xuống. Rơi ở đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì chưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta không bao bỏ qua. Vì nơi đây sẽ chỉ là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở. Em cảm ơn chị Vi nha. Có gì mấy ngày nữa cửa hàng chú Vượng sửa xong rồi em về đó liền. Chị nghĩ là cũng phải 2-3 ngày đó. Dạ. Em cứ ở tạm đây đi. Nhưng mà chị nói nè, nhà toàn con gái không à, cái gì cũng phải chú ý cẩn thận nghe chưa. Dạ em nhớ rồi ạ. Thôi mấy đứa nhà chơi nha, chị đi công chuyện chút xíu. Anh cứ tự nhiên ngồi đi anh. Cảm ơn em. Dạ. Hay không anh? Em thích cái này lắm á. Tốt quá. Coi. Ủa, Thi. Ủa. Ủa, anh Thành. Anh qua đây chơi hả? Mấy bữa nay cửa hàng nhà chú Vượng đang sửa, nên là anh qua đây ở tạm vài ngày. Mà em mới đi đâu về mà bê cái gì nặng này? À, dạ mấy cái này là mấy cái đồ cũ của là từ thiện ấy mà. Mà không nhận, nặng thiệt á. Hay là để anh bê hộ nha. Thì cái này là anh tự nói nha, em không có nhờ vả gì đâu ạ. Anh Thành bữa nay rảnh quá ha, thì đọc sách đồ rồi. Ừ, thì người ta là người ngoài đó, mà người ta còn biết vô, người ta phụ, người ta xách giùm, mang danh tính là chị em họ đồ, ngồi ở đó xỉa xói đồ. Nói chung là em cảm ơn anh Thành nhiều nha, không anh chắc thì mệt đuối luôn á. Không sao, cái này cũng nhẹ mà. Có gì anh phân loại luôn cho. Mà em cần gì cứ nhờ anh, bữa nay anh rảnh. Trời ơi, không sao đâu. Tí xíu nữa em đem máy này qua nhà bạn. Chắc là không cần anh đâu. Anh có bận gì thì anh làm đi ha. Anh ơi, người ta nó không cần kìa, em cần. Anh đi giúp em đi anh. Ê, đi đi đi. Ủa, thì nói vậy thôi, giúp cái không được hả trời. Cái con nó đào đạo đáng ghét này. Anh Thành. Đó, đây. Cái này người ta gọi là mì xào hai trứng. Anh ăn thử đi, em tự làm á. Cái này là để cảm ơn hồi nãy anh xách đồ phụ em á. Tuy là một hành động nhỏ thôi, nhưng mà em sẽ mãi nhớ. Phải là do mời bà tự nấu không vậy? Hay là order ở trên mạng cho người ta ship tới, xong rồi xớt qua cái dĩa xong đưa cho anh Thành ăn. Ê, cái này là tôi tự nấu thiệt đó nha. Tôi không tin đó là sao? Check camera đi. Thôi. Ai nấu cũng được hết á. Nhưng mà đồ ăn đặt xuống từ tay Việt Thi, cỡ nào ai cũng ăn. Trời, anh nói vậy là sao? Ý anh là anh chỉ ăn đồ ăn trên tay của Việt Thi mà không ăn đồ ăn trên tay của em chứ gì? À, không. Ý anh là kể cả là đồ ăn trên tay Đào Đào đặt xuống, ai cũng ăn hết nha. À, anh đợi em tí nha, em còn cái này cho anh nữa. Đây được gọi là sinh tố bơ nhà làm, là nguyên chất đó anh. Đó, theo như em nhớ là sinh tố bơ sẽ là làm cho da đẹp nè, làm cho da giống như em bé vậy. Uống đi anh. Trời ơi, anh đừng uống mấy cái này. Tự nhiên cho đi ăn mì xào xong uống sinh tố bơ, thấy điều gì không? Như vậy anh là con trai, ai lại đi uống mấy cái đó. Anh có thích đồ ngọt không anh Thành? Có chứ, ai thích đồ ngọt. Vậy thì em sẽ cho anh thưởng thức những cái món mà nó ngọt ngào nhất trên thế giới này. À,
Đây là món chè ngọt ngon nổi tiếng luôn á. Đây nè, để em trộn lên em đút cho anh ăn nha. Siêu ngon luôn, anh mà không ăn là uổng lắm á. Nè, ngon không anh? Ngọt không? Ăn đi anh. Ui, chị Vi. Gì vậy? Sao ngồi thập thò đây? Sao không vô trong? À, em muốn vô trong lắm, nhưng mà em sợ quá. Từ hôm qua đến giờ chú nó bắt em ăn đủ thứ ấy. Ăn xoài, ăn ổi, ăn đồ mặn, ăn đồ chua, ăn đồ ngọt, ăn phở, ăn mì cay cấp độ 5. Chị biết không, em đau bụng rồi, không biết phải làm thế nào nữa. Mà chưa hết đâu. Khi vừa ăn xong thì bà Việt Thi bà lăn đùng ra ốm. Thế là em phải chạy vội đi mua thuốc, rồi phải đắp khăn lên mặt bà ấy, ngồi kể chuyện vui cho bà ấy nghe, bà còn cười. Ủa thì đúng rồi, con trai làm vậy là quá tốt chứ sao nữa. Tốt gì đâu, khi mà Thi nó đang ốm thì tự dưng đào nó lại kêu nó buồn. Thế là em phải ngồi tâm sự với nó. Và trong lúc đấy thì chú Vượng gọi điện cháy máy đòi đuổi việc em. Sung sướng gì đâu ạ? Được con gái thích cũng... Hả? Ai thích ạ? Thì trời đất ơi, em lớn vậy rồi, con gái thích mình mà không biết hả? Chị đừng dọa em nha. Chị có dọa gì đâu. Mà chị nói nghe nè, chị có cách này bày cho em. Tại em cứ đổ từng đứa nên tụi nó mới ganh tị, tị nảnh với nhau như vậy. Bây giờ hai đứa nó có kêu em làm gì hay nói cái gì em cũng đều làm lơ hết cho chị. Em hiểu không? Anh Thành, bởi mới về hả? Hay anh có muốn đi mua đĩa chung với em không? Không, tôi không đi đâu. Đi với ai đi đi. Không đi thì thôi, làm gì căng vậy? Cọc tính dễ sợ à. Có người bị từ chối kìa, quê một cục. Anh Thành á, chỉ thích nhạc Âu Mỹ thôi. Anh Thành, em có biết một chỗ bán album Justin Bieber hay lắm á, anh đi không? Lại cả cô nữa. Cô có biết ý, là từ nhỏ tới giờ tớ ghét nhất là nhạc Âu Mỹ không? Không có việc gì làm, rảnh ở nhà đi, ra đường làm chi cho đen ra. Em chỉ muốn rủ anh đi thôi mà. Em có ý gì đâu mà anh xúc phạm em bây giờ. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Hai người để tôi yên đi. Tôi đâu phải là gấu của hai người mà tranh giành tôi, giành giật tôi thế. Cái anh này ông tự dã man á chứ. Cái gì mà vô duyên vậy trời. Tự nhiên tôi chỉ muốn mua đĩa để trả ơn cái vụ hôm bữa anh xách đồ cho tôi thôi mà. Tôi cũng vậy nè. Tại vì tôi muốn cảm ơn ảnh hôm bữa đã giúp đỡ tôi, chứa chấp tôi, chăm sóc cho tôi ở công viên với bộ. Làm cái gì mà gấu rồi bồ bịch ở đây. Đồ ảo tưởng, đừng có mơ nha. Tụi mình bị xúc phạm như vậy, không lẽ không trả thù hả? Ừ, tôi nghĩ cái ý này hay á. Bây giờ hả, ổng không độ được tụi mình thì hai đứa mình độ nhau. Ừ, hợp tác vui vẻ. Ủa, hai đứa ơi, wifi nhà mình bị sao vậy? Có sao đâu, em nãy giờ em chơi bình thường mà. Tôi đổi pass rồi. Ủa, hãy cho anh pass đi. Ủa, mắc gì? Anh có phải là thành viên chính ở trong ngôi nhà này đâu. Chứ là tiền mạng là tiền tụi em đóng chứ bộ. Bộ anh muốn xài wifi chùa hả? Có wifi thì mà làm gì mà căng. Ngày trước thì... Ngày trước thì là ngày trước, bây giờ là bây giờ. Chứ không phải anh cũng có gì phủ với tụi em hả? Đúng rồi đó, người ta khó tính lắm á. Lỡ mà mình đụng người ta, xong người ta mét ba tùng nói tụi mình giành giật này nọ nữa. Mệt lắm. Chết rồi. Không lẽ chỉ vì nói chuyện của mình với hai đứa nó rồi sao? Chơi gì kỳ vậy? Trời ơi, có gì đó mà cũng quên nữa. Chú Vượng bắt máy không?
Thôi, điện thoại của ổng mà, ổng làm gì ổng làm, để đi. Tôi kể đi. Ăn đi. Alo chú à? Chú? Chú? Hai đứa? Sao hai đứa biết là chú Vượng gọi mà không nói gì cho anh? Hả? Bên đoàn sửa chữa, quên kiểm tra ống ga, suýt nữa thì nổ quán rồi đấy. Chết rồi. May mà chú Vượng về kịp, không phải chết cả lũ rồi. Hai đứa làm vậy có quá đáng quá không? Anh ở nhờ đây có vài ngày thôi. Mà thôi, đằng nào thì quán chú Vượng sửa xong rồi, giờ anh về đó cho hai đứa vừa lòng. Thành, tôi thấy cậu bồ tụi mình quá đáng lắm rồi đó. Chứ gì nữa, giờ chắc phải chạy theo xin lỗi thôi chứ biết làm sao đây. Thôi đi. Đi liền đi, đừng ăn nữa. Anh Thành, anh Thành, Thành ơi. Mình thật là thông minh, phải nói thế cho nó mới tin chứ. Alo, chú ạ? À? À không, nãy con vừa mới xem phim kinh dị nên là không nghe máy chú được, con xin lỗi nha. À vâng vâng, rồi con về quán này. Vâng ạ, vâng, con về liền nha, chào chú. Mãi mãi chờ chờ.